Công an Bình Định vừa quyết định khởi tố bị can Vương Quốc Thịnh. Ở Bình Định, thành viên một nhóm fan ủng hộ cô Hằng đã tấn công mạng báo điện tử VOV thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam để phản đối các bài viết về bà Nguyễn Phương Hằng. Sáng ngày 27 tháng 11, Công an tỉnh Bình Định cho biết cơ quan an ninh điều tra của công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vương Quốc Thịnh, 23 tuổi, ở xã Cát Hanh, huyện Phú Cát, Bình Định để điều tra về hành vi cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử. Cụ thể, Thịnh là một trong những người đã tham gia tấn công mạng báo điện tử VOV thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam trong tháng 6 vừa qua khiến việc truy cập vào báo bị tê liệt. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, sau khi xem các buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng, vợ ông Huỳnh Uy Dũng, chủ khu du lịch Đại Nam ở tỉnh Bình Dương trên mạng xã hội, Vương Quốc Thịnh đã tham gia vào nhóm fan ủng hộ cô Hằng. Để phản đối hai bài viết có nội dung cho rằng bà Nguyễn Phương Hằng livestream với nội dung lệch chuẩn và xúc phạm cá nhân trên báo điện tử VOV, đăng tải ngày 12 tháng 6, nhóm fan của bà Hằng phát động phong trào tẩy chay báo điện tử này đồng thời hướng dẫn các thao tác nhằm tấn công báo này. Theo đó, Thịnh đã thực hiện các thao tác trên nhằm bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Cao điểm là việc tấn công DDoS, từ chối dịch vụ nhằm vào báo điện tử VOV trong ngày 13 tháng 6 làm chán băng thông, khiến việc truy cập vào báo bị tê liệt. Ngay sau đó, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, thuộc Bộ Công an đã phối hợp với công an các địa phương khẩn trương vào cuộc điều tra, truy vết, xác định thủ phạm để điều tra vụ việc.